Chào các bạn, mình là Phương Tây Ca, rất vui được gặp lại các bạn. Các bạn đang theo dõi cái video giới thiệu khóa học của mình. À, thì ở trong video này mình sẽ giới thiệu với các bạn các cái phần khóa học mà hiện tại mình đang có để mở ra dành cho các bạn. Các khóa học mà miễn phí thì mình đã gửi cho các bạn ở trong cái phần uh, kênh Phương Tây Ca này rồi. Rất là nhiều khóa học mà các bạn có thể tham gia uh, dạng miễn phí. Thì đây cũng có đủ cho các bạn, uh, gần như các bạn có thể học tất cả các cơ bản ở các cái phần uh, À, khóa học miễn phí này à, ngoài ra thì mình còn có các phần khóa học mà nó có phí thì khóa học đầu tiên là mình giới thiệu với các bạn đây là khóa học về tỷ lệ bản vẽ thì nếu các bạn để ý thì à, khi mà các bạn search cái phần tỷ lệ bản vẽ này thì các bạn có thể thấy cái ảnh bìa này mình cũng đón nêu rõ khá đầy đủ các cái thông tin mà khóa học có thì mình nói về 7 cách làm tỷ lệ trong uh, AutoCAD trên trên cả cái uh, layout và cả, cả model nữa à, thì tất nhiên mình đảm bảo cho các bạn khi các bạn tham gia khóa học này khóa học này có cái học phí là 300 k và nó mang lại cho các bạn là các kiến thức về tỷ lệ bản vẽ à, cả trên model cả trên layout và mình có giải thích rất là rõ ràng rằng tại sao mình lại sử dụng như vậy và làm như vậy là đúng hay là, là sai thì mình cũng có kiểm nghiệm cho các bạn rồi đó thì khi mà các bạn tham gia vào nhóm thì các bạn có thể vào cái phần video của các bạn nhìn thấy ở đây mình đã up tất cả các phần video này lên thì hình thức tham gia khóa học thì các bạn đóng học phí cho mình bằng cái cách là các bạn chuyển khoản cho mình. Đó, học thì học phí sau đó thì mình khi mình xác nhận cái phần học phí này mình sẽ add các bạn vào, các bạn xem các phần video hướng dẫn mà mình đã up lên trên nhóm ở đây. Thì tuần tự các bạn xem video từ dưới lên thì các bạn sẽ thấy được có các cái phần bài mà mình đã up sẵn ở đây. Đó. Thì ngoài ra mình sẽ phải có các cái buổi mà mình trả lời riêng cho các bạn, có thể trả lời bằng các cái hình ảnh, qua tin nhắn hoặc là mình sẽ làm các cái phần video giải thích thêm để các bạn có thể hiểu được rõ tường tận cái nội dung của khóa học mà các bạn tham gia ok cái khóa học tiếp theo mà các bạn có thể xem thì các bạn à, là khoa học về 3ds max thực dụng khóa học này thì mình biên tập lại tất cả các phần video mình đã ra Đó. cả các video mình làm thêm thì ở đây có với khoa mắc thực dụng này thì có tất cả các phần dựng hình cơ bản đến cái phần sitting à, setting vật liệu setting gender và hoàn thiện cả về à, gender nội thất và gender ngoại thất về nội dung thì các bạn có thể tìm thấy à, ở ngay ở đây thì khi mà các bạn vào tham gia thì đây nội dung mình có viết hết ở đây rồi rất là nhiều thứ ở trong cái phần nội dung này đó, à, ít nhất thì chúng ta nếu mà tính buổi ra thì nó sẽ vào khoảng 15 đến 20 buổi đó còn video thì các bạn sẽ với ra học video này thì các bạn rảnh lúc nào các bạn học cũng đó và hình thức thì nó cũng giống tương tự những cái phần học tỷ lệ bản vẽ kia thôi đó là các bạn chuyển khoản học phí cho mình sau đó thì mình sẽ ad các bạn vào để học à, đối với cái khóa mắc này thì nó rất là dài các bạn có thể nhìn thấy đây thời lượng nó cứ mỗi cái video là vào khoảng 30 phút Nên mình cứ tính trung bình khoảng 20 phút đi có video dài video ngắn đó thì mỗi video là 20 phút và mình cứ tính nó sẽ vào khoảng uh, 30 đến 40 video rồi đó có thể là hơn nữa đó, ok cái khoa học tiếp theo mà mình đang triển khai cho các bạn ấy thì còn một khoa học nữa là khoa học về các cái phần AutoCAD thì là triển khai về nội thất triển khai nội thất thì các bạn có thể uh, tìm thấy cái phần tham khảo ở đây ở trong này thì phần danh sách phát của kênh TK các bạn có thể thấy được đây là cái, cái cái danh sách phát ở đây có cái autocad triển khai nội thất ở đây mình có ba cái video giới thiệu các bạn Thật ra ba video này triển khai thì các bạn có thể xem mà các bạn đã biết nội dung nó khá là hay à, thứ nhất là về cái giới thiệu quy trình này thứ hai là về triển khai tủ bếp thứ ba là về cái uh, triển khai bố trí đèn trần những cái này thì uh, là những cái video nhỏ trong cái phần khóa học thôi còn phần khóa học thì nó rất là dài đó đây là cái đấy là cái phần triển uh, khai nội thất nếu mà các bạn để ý khi mà các bạn chưa tham gia được vào nhóm thì các bạn có thể thấy cái mô tả của cái nhóm này các bạn thấy mình có viết cơ bản về cái phần mô tả đấy và cả cái phần liên hệ ở dưới này nữa nếu các bạn để ý và cái học phí thì mình cũng nói luôn ở đây rồi đó 600k đúng không tiếp theo cái phần triển uh, khai nội thất này thì có một cái khóa nữa là khóa về triển khai kiến trúc và uh, triển khai kiến trúc thì uh, nó còn nặng hơn cả cái cái nội thất kia cơ nó không đơn giản như nội thất kiểm tra kiến trúc thì các bạn cũng nặng hơn đây thông tin mình cũng ghi rõ ở đây rồi các bạn có thể xem đó và có cả cái phần liên hệ ở đây thì các bạn cứ xem mà liên hệ với mình inbox thì có các bạn tham gia ấy. thì thỉnh thoảng mình vẫn thấy các bạn tham gia thì giả sử như thế này thì có các bạn tham gia là như này thì mình sẽ inbox cho các bạn nhưng mà thông thường ấy thì rất là khó để các bạn trả lời vì nếu mà các bạn không phải là bạn của mình thì các bạn sẽ bị tin nhắn này trong dạng tin nhắn chờ nếu các bạn có tham gia cái khóa Uh, triển khai nội thất này mà các bạn uh, không thấy mình đồng ý thì uh, chắc chắn với các bạn rằng là mình đã có nhắn tin cho các bạn và các bạn để ý xong cái phần tin nhắn chờ ở đây. Ở đây có một cái phần tin nhắn chờ này. Đấy, thì nếu mà không phải bạn bè thì người ta sẽ cái phần tin nhắn chờ nó sẽ bị nhảy vào đây. Đó, thì các bạn có thể xem cái phần này. Để các bạn biết được rằng là mình có nhắn tin cho các bạn. Đó, nếu các bạn tham gia bạn quan tâm thì các cái khoa học này có hoặc có phí. Đó. Hoặc uh, triển khai kiến trúc này cái này cũng có video hiện tại là mình đang đẩy cái khóa nội thất lên trước trong cái thời điểm mà mình làm video này đấy, thì mình đẩy cái khóa nội thất lên trước còn khoản kiến trúc thì sẽ đi theo sau hiện tại thì khóa kiến trúc thì mình vẫn có mới chỉ có được hai video thôi đó còn cái khóa nội thất thì nó đang đi rất là nhanh nếu mà các bạn có để ý thì hiện tại nó đang đến đây là đã 10 video rồi 10 video và cái bài này là vừa up là bài thứ bảy rồi đấy phần một của bài thứ bảy rồi rất là nhiều cái kiến thức ở đây Tất nhiên là nó cái hai cái khóa học này rất là dài. Mình nói là khóa học dài hơi. Nó thể hiện rất là nhiều thứ kiến thức của mình trong rất là nhiều năm. Rồi các cái phần cách mà các bạn triển khai, các cái kiến thức liên quan đến vật liệu, các kiến thức liên quan đến chi tiết của đồ, chi tiết của cấu kiện. Đó. Thì các bạn có thể tham khảo các phần khóa học ở đây. À, video này mình giới thiệu cho các bạn biết để các bạn có thể nắm được là chúng, chúng ta đang có bao nhiêu khóa học và khóa học nào có phí và khóa học nào miễn phí thì chúng ta có bốn khóa học có phí này khóa học tỷ lệ bản vẽ khóa học ba đến max thực dụng khóa học autocad triển khai nội thất khóa học autocad triển khai kiến trúc và miễn phí thì các bạn có thể vào kênh của mình để các bạn xem tất cả các khóa học miễn phí thì mình cũng để lên đây rất là nhiều kiến thức bổ ích ở đây à, các bạn có thể tìm thấy uh, khá, khá cái video hiện tại kênh này thì uh, hiển thị trên màn hình của các bạn thì nó có vào khoảng 160 video Và mình có ẩn một vài cái video đi để phục vụ cho khoa học Thì um, ở trên này tính ra là vào khoảng 190 video rồi Đó Thì rất là nhiều kiến thức mình có thể nói Đây là một cái phần kho kiến thức mà các bạn có thể tìm hiểu thêm Nếu mà các bạn biết uh, AutoCAD rồi thì các bạn có thể tìm hiểu thêm Để các bạn tham khảo Có cả 3 max có cả sketchup nữa Đó Rất là nhiều thứ Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video Hy vọng rằng uh, các phần chia sẻ của mình sẽ mang lại các kiến thức bổ ích cho các bạn cảm ơn các bạn